ý là bây giờ là chỉ có 8 con thôi, bây giờ thì xem giá cả như thế nào. Nếu mà không thể mình không trả thêm được nữa thì mình cứ nói cho bà mấy anh ấy biết. Còn đâu thì mà trả thêm được thì trả, mà không trả được thì cái gì thì hai bên thì cứ thỏa thuận cho nó hợp tình hợp lý. Thế bây giờ ý hay làm sao? Nói nếu mà lấy bộ trả 95 triệu 8 con thì có thêm được cho bà với anh ấy, ít nào thì thêm. Giá cả này là... Thế là thu với gì đấy, bọn em nói thật luôn, bọn em mua về bọn em chăn chứ không phải bọn em thêm. Thế thì xem lại cái giá này có thể trả thêm cho gia đình. Nếu hợp lý thì có thể gia đình bán. Thế vậy đấy, ông bà bên kia bổ là ở nhà bổ là giả thêm khoảng 2 triệu nữa, còn 9, 7 triệu đi anh sao? 7 triệu đúng không? Vâng. Đấy thì bây giờ xem với bà thế nào có được không? Đấy nhưng mà được hay không thì nếu mà được thì có thể sáng mai làm luôn, không được thì để như là mình cứ làm để trả lời không? Để trả lời cho các chú thế thôi rồi. Một bà. Thấy là nó cũng vẫn hơi thấp một tí, giá cả nó hơi thấp một tí, đâm ra mà ngập ngừng chưa bán. Bây giờ cái chú có thể giả thêm được cái thì... Vậy gia đình mà bạc đấy. Vâng, thấy như vậy gia đình chú bạc như thế nào thì... Đi để... Sáng ngày hôm nay thì anh em bọn tôi là lại đi vào trong nhà bà Văn Châu sớm. Vào bà cũng không có nhà, bà đã đi đâu mất. Anh em đang đi ra khu chuồng trâu để ngắm lại. Mùi em. Ui, nó ở trong chuồng trông toàn mặt lên nhỉ. Không con nào sỏ mũi nhỉ? À, có mỗi con to kia đúng không? Mỗi con to sỏ mũi. Con to trong kia sỏ mũi đó còn. Vì sao ở đây là đồi? Ừ. Thế mới ăn lúa bị ì. Úi giời. Xì ngay. Ở đây là hôm qua là nó nói câu chuyện là để một con mẹ mấy mẹ một con theo đuôi này. Cái nhanh nhớ là được hả? Da còn cho. Sáng ra cái bà đã đi đâu sớm vậy không biết. Có một con bé hay là hai nhỉ? Hai à? Được rồi, bên này còn con nữa này. Mấy nha mà bọn tôi này sang nhà. Giờ chuồng trâu thì nó rất nhiều những cái con mòng ấy, những con mòng to nhỉ. Như có những chuồng trâu như thế này đây là những con ruồi con mòng rất là to. Chào mấy bà nhá. À, đây chỗ cô bán trâu hôm qua đây đúng không? Con đang đi xem đã. Đang đi xem rồi là tham khảo với lại hai nữa là rồi sạc nước bọt.
Dạ. Có Hải Phòng. Mình đâu? Bác là nó ở từ mới đuổi về, mệt chết đi được, đuổi về còn không thấy đi xem. Nó bảo biết không về á. Bà bác của thằng Tuấn ấy. Nó bảo thằng Tuấn bảo là bác đuổi về, nó đi lấy đi từ sáng rồi, xong rồi nó bảo là các cháu vào xem thì nó đuổi về ấy. Đợi đến 2 giờ không thấy về xem. Ui, con cháu còn phải đi xem nhiều chứ có thể là xem một ngày đâu. Ví dụ như là bọn cháu mua vào. Đâu? Hôm qua ở dốc lên đấy. À thế là hôm qua cái tập anh em mình lên qua nhà cô này xong bắt đầu là đi vòng lên đấy đúng không? À đâu? Đâu, lên nhà. À đi vòng lên đấy rồi xong bắt đầu mới đi vòng lên nhà ông ấy đúng không? Dạ. Bọn cháu xem trước thì gặp mà giá nó hợp lý thì bọn cháu vẫn mua, nhưng mà giá cao thì bọn cháu lại phải để xem xét lại. Bây giờ thì tạm thời là cứ mua được con nào thì mua, còn đâu thì giá cao thì lại phải xem chứ không phải là bọn cháu là cứ gặp là phải mua đấy. Mà giá thuận mua vừa bán mà, nên là giá cao quá thì bọn cháu chịu cũng không dám đấy. Nên là cũng còn phải đi xem xung quanh ở đây có ai có muốn bán hay không, xem giá cả nó mọi người đưa ra nó như thế nào. Đấy, nhưng mà mặc cả nhưng mà cái giá thì nó cũng không mua về chăn chứ không phải mua về đấy. Không đúng rồi cao quá, không dám giả. Nó đúng là như cô nó nói đấy, thì hôm qua thì vào nhà cô đấy, nhưng mà chính thức là cô bán cả ba con đấy, nhưng mà nói thật là cô cho cái giá đấy bọn con, nói thật là không dám giả, mà nếu mà giả rẻ quá thì lại bảo bọn mày đi mua trâu thế này thế kia, chưa dám giả câu nào cả. Nên là cứ phải xem đã, nếu mà thiện chí thì thiện chí mua thì bọn con mới dám giả giá đấy. Mà hay bây giờ là hôm qua là cô đưa ra cái giá đấy thì bọn con cũng nói thật là cũng sợ. Cao quá à? Cũng sợ. Cũng mua đấy cũng được mà, không phải là cô nói như thế nào, thuần mua bán mà. Nếu mà ba con của cô thì đáng giá thì được bao nhiêu? À, bà về đi sao ấy chứ hả? Bà về rồi. Đấy. Bà về rồi thấy. Bà về. Thôi đang nhé. Đi anh dừng. Thì nếu mà cô cứ về tham khảo với gia đình thì bọn con còn phải đi tìm nữa chứ không phải không. Nếu mà thiện chí thì cứ sang cứ bổ rồi nào bổ cu Tuân đấy, nó điện cho bọn con thì có gì bọn con sẽ lên và bắt đấy. Ủa nhưng mà chị, nhưng mà hôm qua cô nói cái giá đấy thì con cũng nói thật là bọn con sợ, đâm là không dám giả, vì cái là bây giờ mà giả giá cái một cái giá một người ở trên trời một người ở dưới đất, đâm là cũng sợ, rất là sợ là đấy. À. Bà bán hết cả 8 con to đấy, bà để 2 nghìn nhá. Trong 2 nghìn. Đúng, bà để ra nuôi một con chứ. Bà để con nghe làm gì? Để con nghe mà làm gì mà đắt được. Đấy, nhưng mà nè. Ê, đi bỏ tóc con ăn nhá. Ừ, ăn đi, thoải mái. Úi giời ơi, chắc là mới đậu thai chắc. Thèm chua ngay. Không tính vào châu nữa mà lấy rồi là dư ra thôi. Đấy, thế là bây giờ xem cái giá cả như thế nào cho nó hợp lý thì hai bên thỏa thuận. Giá bà thế nào á? Đấy thì như cái giá hôm qua mà bà để lại một mẹ một con đấy thì bà con giả bà 9-7 triệu đấy, thì qua một đêm rồi thì bà suy nghĩ với lại cả anh ấy nữa, thì hai mẹ con bàn bạc như thế nào rồi thì thống nhất như thế nào.
bảy con, cái thằng kia nó còn được 117 triệu. Nhưng mà nó là toàn con to à? Nó toàn con to. Hôm qua dẫn một con đi xem này. Toàn con to không thôi. Đấy. Ông trẻ ông Tuân đi. Đấy là toàn con to không, nó bây giờ mà nhà mình lại cũng cứ bì như người ta là từng đấy con, bây giờ cứ tính đầu con ra như thế là bọn con về mua về mà nuôi như thế là chết dở. Đấy. Nó, người ta cái gì mà chết dở? Châu nó còn đang lớn. À tất nhiên bây giờ nhưng mà khổ cái những cái này một đôi 2 năm, một đôi 3 năm. Nhưng mà bây giờ là ví dụ như là con phát triển con lớn cái gì. Nhưng mà con hỏi là nuôi một người lớn dễ hay là nuôi một đứa trẻ con dễ? Đấy. Thế bây giờ mà cứ tính con ra thì bà nhiều ạ. Đấy. Bà là quyết định rồi để một con. Vâng. Bây giờ để một con này. 7 con cộng với một con lẽ nữa là 8 con. Thế cho bà 11 đó. Bà nói thế ạ, xem cháu nói thế nào thì nói ạ. Được như thế bà mới bán, bà nói cái như thế ạ. 110 triệu. Như vậy là chị bó tay rồi. Con bó tay luôn. Lấy được thì lấy ạ. Nói chung là cái giá 99 mấy thì bà không chấp nhận. Bây giờ mà bà để lại một con mẹ và một con mà giá 101 đấy thì nói thật là nó cũng hơi căng. Căng đấy. Cái căng mà hai nữa là con rẻ đấy nhưng mà bà nói thế không? Nên là nó cũng có con nghé con chứ không phải là nó toàn kiểu như là nghé nó đã đẫy niên rồi. Châu già châu ấy thì ấy này, châu nó dạ còn non nó còn phát triển này, cháu phải nghĩ như thế mới được. Một đôi hai mỗi năm hai mẹ để hai con này, đấy bây giờ cũng để hai con, năm ngoái hai con. Nhưng mà khổ cái nó lại còn con bé nữa cơ chứ không phải là con to bây giờ mà giá cả bây giờ thì cho nên bà mới bảo là nó còn phát triển bà bảo thế. Mà ông kia thì bán thì toàn trâu to thôi mà mới có 107 triệu đấy. Bọn cháu ở cùng quê hết à? Vâng, bọn cháu thì cùng quê hết. Nên là ở ngoài đấy vào đây thì thiện chí đi mua thì mới ở cất công từ ở ngoài đấy vào đến đây. Đấy, nên là người đi mua thì cũng muốn mua được mà người bán thì cũng muốn bán được. Nên là hai bên như là giá cả thỏa thuận như thế nào được thì bọn con mua mà bà cũng sẽ bán được. Thế thì nhưng mà mỗi con 15 triệu. Đấy, bây giờ bà biết là nó không to đều nhau mà mỗi con nó sàn nó chia nó san ra cho nhau nó. Hai phải... con nhỏ bà mới tính 20 triệu nhá. Nó chia đầu con ra. Hai con nhỏ đấy nhưng mà bà tính hai con nhỏ đấy 20 triệu thì mua cho được. Hai con là một. Ôi được. Tuổi được. Thôi, bà mới tính là. Ôi nhưng mà không cái này triệu. Nó bị nhiều. Thế rồi còn là bốn con to là một đôi và tính nó hút đấy mà nó hút trên không. 30 triệu một đôi là 35 triệu thôi con mẹ này cộng vào 25. Thế vậy 20, con bỏ con mẹ ra 25 triệu. Thế thì chẳng phải là vào 101 à, bà tính sau đi bù lại thì mới vào là mấy con 15.000 15 triệu. Có phải là con nào nó cũng giống con nào đâu mà hai nữa là con nào nó cũng đều như con nào đâu. Nếu mà đều văn vắt con nào nó cũng như con nào thì bọn con mua ngay vào luôn cho bà luôn. Nhưng mà khổ cái nó còn con nhỏ nữa. Còn con nhỏ nữa mà bây giờ một con nhỏ bà cũng tính đổ đầu 15 triệu thì bọn con mua sao được. Đúng không? Một con nhỏ nó ti ti như thế này mà bà cũng tính 15 triệu như con to kia thì bọn con mua sao được. Con một năm đấy mà tính 15 triệu ai mua được. Đấy đúng rồi. Nói chung là cái giá nó xây dịch như thế nào thì đấy bây giờ thì bà cứ tính toán bà xem như là giá cả cho nó hợp lý đi.